Thôi em đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối. Vì em như sân ga bé nhỏ, chuyến tàu thì đổ bến đó rồi đi. Nên em tuy thương anh, nhưng đời làm thân con gái, một lần lỡ yêu rồi đành mang dấu tuổi hơn. Nỗi niềm cay đắng là thân con gái nên chấp nhận những chuyện không may. Đêm đêm nằm nghe tiếng lá đổ, ngỡ rằng bước chân em tưởng chừng tiếng em thì thầm. Nằm trong cô đơn buồn tim nghe nức nở, vòng tay sao bé nhỏ nhiều khi mơ lên cao, dấu che mặt sầu môi hồng trắng đêm nụ cười. Hương xuân heo hắt khi chấp nhận là kẻ đêm sâu. Thôi em đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối. Dù thương bao... À, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Clip này thì tiếp tục test những sản phẩm lên đường cho anh em. Và đây là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng, đó là thương hiệu của BF nhé. Và với những chiếc cục đẩy này thì tuy nhìn nó dáng rất là gọn luôn, nhưng mà rất là có võ, rất là khỏe luôn. Tuy nhỏ hơn rất có võ nhé. Con này thì nó đưa ra công suất khoảng 900 đến 1000W trên một cây nhé. Đánh rất là khỏe luôn. Con này thì nếu mà công suất trên tiêu thụ của nó thì nó khoảng 3200W. Thì công suất của nó dao động trên 1000W. Nói chung con dòng này thì anh em thì có thể đánh được cặp full đôi 40 con 16 cũng như là hai cặp 40 con 16 cũng như hai cặp 30 con 16 chơi đây, với cái phân khúc hàng rất là chất lượng. Và anh em thấy là tôi test nhạc rất là nhẹ nhàng và tiếng của nó rất là hay nhá. Những cái mã này thì bên cửa hàng cũng đã giới thiệu cho anh em, cũng gửi cho anh em rất là nhiều rồi. Trong clip này thì tiếp tục test hai sản phẩm này đi lên được cho anh em. Và trong dịp cuối năm thì rất là nhiều việc nên là anh em có nhu cầu đặt hàng luôn thì anh em có thể chốt qua số điện thoại 0396855809. Và với cái mẫu này thì nó công nghệ của Mỹ anh em nhé, thương hiệu của Mỹ BM rất nổi tiếng. Đây quay cho anh xem con này nó vào Canon này. Nói chung là anh em vào một là Canon này, hoặc là AV hoặc là 6 ly, nói chung là tùy theo cái phân khúc. Ví dụ giả sử vang dùng vang rồi đấy, anh em hay dùng Canon thì anh em dùng Canon, mà sử dụng mà ví dụ như âm ly hoặc là vang đời cổ hoặc lọc đời cổ thì anh em có thể xuống là AV hoặc cái này. Nói chung là những cái này thì đều là hàng xịn cho anh em luôn. Đó. Ngày hôm nay thì tiếp tục test những sản phẩm lên đường cho anh em. Và giá thành con này thì báo giá lại để cho anh em có thể tham khảo nhé. Giá của nó là 3.500.000 giá tại cửa hàng anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp từ số máy 0396855809 nhé.